giờ đã là gần 4 giờ, chúng tôi vừa tới ga Tam Kỳ. Đang 4 giờ sáng trên xe lửa, mọi thứ đều tính mệt, rất là ai cũng mệt mỏi, bé ngủ, cả thằng khu xuống, ai cũng mệt mỏi. Chỉ còn tôi là tao, còn người xung quanh, chuyện đều diễn ra rất là hỗn độn. Nhưng nếu một lần thì cứ thử đi đến với giấy cứng của xe lửa để biết được mùi vị của xe lửa chân thật sự thật như thế nào. Hẹn gặp các bạn ở Đà Nẵng.